Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, tập đoàn Sao Mai An Giang vừa phối hợp với ban trận tổ quốc Việt Nam, Nguyễn An Phú tổ chức tặng 200 phần quà cho hộ nghèo ở xã Như Hội, Khánh Bình và thị trấn Long Bình. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm quà và tiền mặt 300.000 đồng, trong đó Như Hội 57 phần, Khánh Bình 53 phần và thị trấn Long Bình 90 phần. Tổng số tiền cho quà là 100 triệu đồng. Tại các địa phương, đại diện tập đoàn Sao Mai An Giang bà Trần Thị Quyền Điểu, giám đốc truyền thông đã trao các phần quà cho các hộ nghèo và mong các hộ gia đình có thêm điều kiện để đón Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021 đầm ấm, vui tươi.